thường Khánh ăn kiểu gì? Hả? Thì lý do nào là khiến em về? Nhà bố. Các bác ngỡ ngàng luôn, cuộc sống như thế này. Mệt. Xin kính chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì lại một hành trình nữa các bác ạ. Lần này không biết là may mắn được gặp bé Khánh hay không. Ôi, nhìn con dốc trên kia, thật là đáng sợ. Các bác, hôm nay cháu Tuyền đi sớm hơn. Hôm nọ thì hai bố con về đến nhà muộn quá, tối om luôn rồi. Hôm nay thì bây giờ là khoảng 6:30, bây giờ kém. Hai bố con bắt đầu lên đường, lên nơi khoảng 10 giờ. Tranh thủ ghi hình quay phim một tí xong là quay về. Khả năng cao là hôm nay sẽ về sớm. Tuy nhiên thì không biết là có gặp được bé Khánh hay không các bác ạ. Hai cái hành trình chưa biết là ngày nào. Tuy nhiên thì cứ lên thôi. Biết cuộc sống của bé như thế này rồi, cứ lên thôi. Gặp được thì may mắn, không gặp được thì cũng chẳng biết làm sao các bác ạ. Mời quý khán giả tiếp tục theo chân cháu đi lên nhé. Rộng quá các bác ạ. Di chuyển mãi cũng đến nơi các bạn ạ. Các bác ạ, cuối cùng đã gần đến nữa. Khánh đi đâu về đây này? Đi đâu về đây? Đi xin mẹ mé về. Xin mẹ mé à? Vâng. À, đây là bé Khánh đây rồi các bác ạ, may mắn quá. Về đến đây thì gặp bé Khánh rồi.
Xem nào, xem túi mèn mén thế nào. Đây, à, Khánh đi xuống mèn mén về đây. Hôm nọ anh về đây nhưng mà không gặp Khánh. Hôm nay thì gặp bé Khánh ở đây rồi các bác ạ. Khánh chào các bác nhỉ. Đây, quay ra kia. Cháu chào các ông, các bà. Các bà. Các bác, các chú. Các bác, các chú. À, đây xem nào. Cái này là mèn mén à? Vâng. Đi xin ở nhà nào về đấy? Xin ở nhà trên kia. Trên kia? Vâng. À, một tí này thôi à? Không có rau gì à? Không. Đây các bác, à, cho các bác xem cái túi mèn mén này. Đây, đi xin mèn mén về đây này. Quay gần gần đây một tí. À, đây. Ơ, cái thìa của ai đấy? Thìa của Khánh à? Vâng. Có một cái thìa trong nữa các bác ạ. Đây này, có mèn mén đây này. Muốn mèn mén không thôi. Một túi, một tí thế này có đủ ăn không? Có. Nhưng mà cái này đi có phải nấu lại không? Cứ thế ăn thôi à? Vâng. Ồ, hôm nay thì gặp được bé Khánh rồi. À, mấy lần lên thì không gặp. Hôm nọ anh lên tận đây nhưng mà không gặp em. Không thấy em ở nhà, chắc đi học. Đi học xong cuối tuần không về à? Không. À, về từ hôm nào rồi? Về từ hôm qua rồi. Hôm qua mấy giờ về đến nhà? Hôm qua 7 giờ. 7 giờ á? 7 giờ tối á? Vâng. Thế từ hôm qua đến giờ ăn gì chưa? Chưa ăn gì hết à? Dạ. Ôi giời ơi, chưa ăn gì thôi, đi, đi vào nhà đi. Hôm nay thì được gặp bé Khánh rồi các bác ạ. Ờ, đang gặp bé Khánh đi xin mèn mén về. Ờ, bé Khánh thì bảo là hôm qua vừa mới về đến nhà. Thật sự rất là tội nghiệp các bác ạ. Mọi lần cháu Tuyên lên thì không có gặp. Hôm nay thì gặp được bé Khánh ở đây thì rất là vui. Một hoàn cảnh như thế này thì xứng đáng để các bác giúp đỡ. Thật sự là cháu Tuyên cũng cố gắng hết mình rồi. Lên có 2-3 lần nhưng mà không gặp bé Khánh. Có lần lên thì có ghi hình, quay phim. Được biết bà con ở đây thì cũng biết một chút về bé Khánh. Nhưng mà thật sự là các cái gia đình ở đây thì cũng ít đấy các bác. Họ cũng bất lực rồi. Không giúp được gì rồi. Tối hôm qua ngủ ở đây à? Vâng. À, tối hôm qua vừa mới về đến luôn. Vâng. Đây, bé Khánh tối hôm qua thích ngủ như thế này đấy á? Vâng. Ui, có 2 quyển vở các bác ạ. Sách để đâu hết rồi? Sao có 2 quyển vở bé này? Sách để trường hết rồi. Để trường á? Vâng. Không mang về à? Không. Tối hôm qua ngủ như thế này à? Vâng. Cái áo của ai đấy? Áo của em ạ. Áo của Khánh à? Thế ngủ thế này thì ngủ kiểu gì? Em thử ngủ anh xem nào. Ngủ vào đây luôn à? Vâng. Đây tối hôm qua một cậu bé ngủ ở đây các bạn ạ. Thử ngủ xem nào có vừa không? Cứ ngủ như thế này thôi á? Vâng. Ui dồi ôi. Ngủ như thế này cả đêm luôn? Vâng. Thế sao không ở trường lại về? Các bác ạ, hiện tại thì cháu Tuyên đang ngồi cùng với bé Khánh và đây là chỗ ngủ của bé tối hôm qua. Thì cũng như chia sẻ trước đó của cháu Tuyên về hoàn cảnh của bé Khánh thì cái nơi ở của bé hình như không còn nữa. Và cái nền nhà thì vẫn còn nhưng mà người ta đã xây chuồng bò vào đấy rồi. Đã làm cái chuồng bò vào đấy thì hiện tại bây giờ thì gần như là bé không có chỗ nào để đi. Cứ về là vào đây thôi. Đây là một cái lều, gọi là một cái túp lều của một bà con ở trong thôn làng tít trên kia. Nhưng mà vì là ruộng xa nhà nên là họ dựng một cái lều nhỏ nhỏ như thế này để mà làm cái không gian để người ta nghỉ trưa trong cái thời gian người ta ở đây các bác. Tức nghĩa là họ về làm ruộng thì họ sẽ làm một cái lều như thế này. Thì bé Khánh về đây để gọi là trú mưa trú nắng thôi các bác. Tối hôm qua thì theo như chia sẻ của bé Khánh là bé về đây là khoảng là 7 giờ tối. Thì bé vừa đi xin được túi mèn mén về đây này các bác này. Đây, xin túi mèn mén về đây. Thế cặp sách sao không mang về? Sao mang 2 quyển vở này về? À Khánh. Cặp sách để ở trường thế rồi. Ừ, sao lại để ở trường? Thế cái vở này mang về làm gì? Mang về làm bài tập. Làm bài tập á? Vâng. À, cái này là vở viết thôi các bác ạ. Còn sách giáo khoa thì để ở trường hết rồi. Tối hôm qua Khánh về đến nhà 7 giờ à? Vâng. Thế tối hôm qua đến giờ ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì hết? Hôm qua về đến đây là 7 giờ tối, 7 giờ thì mùa này ở trên vùng cao là tối mịt rồi. Sao về đến nhà muộn thế? Ở trường xa có thể về muộn. À, trường xa. Vâng.
Nghỉ từ chiều hôm qua hay là sáng hôm qua mới nghỉ? Sáng hôm qua. Sáng hôm qua? Vâng. Cô dậy một buổi sáng xong là đến trưa là nghỉ à? Vâng. Thì lúc nghỉ thì có ăn gì ở trường vậy không? Có. Ăn cái gì ở trường? Ăn cơm, vâng. Ở trường thì thầy cô giáo cho ăn à hay như nào? Thầy cô giáo cho ăn. À. Ở trường thì bình thường là bé Khánh có thầy cô giáo cho ăn các bác ạ. Còn về thì là phải đi xin mèn mén. Thế bình thường thì em đi được nghỉ cuối tuần thì em đi đâu? Em đi chơi cùng các bạn ạ. Ừ. Đi chơi cùng các bạn tận đâu? Tận ở nhà của các bạn. Nhà các bạn á? Vâng. À. Thế đi nhà các bạn thì các bạn có cho ăn đâu? Có lúc thì cho mèn mén, có lúc thì không có ăn đó. À. Đây là vở của bé Khánh này các bác này. Vở viết của bé Khánh này. Có viết mấy chữ ở trong này các bác này. Chữ chắc về như bé Khánh chia sẻ thì là về làm bài tập về nhà. Chữ khá là đẹp. Thật sự là vùng sâu vùng xa như thế này thì một cậu bé còn nhỏ tuổi như thế này mà phải chịu những cái cuộc sống như thế này thì tôi biết là các bạn ấy cố gắng như thế nào và cái chữ nó quan trọng như thế nào đối với các bạn ấy. Để được đi học thì em Khánh phải di chuyển từ đây ra đến trường. Nó rơi vào khoảng hơn 20 cây số. Hơn 20 cây số đi bộ thôi các bác ạ, đi bộ thôi. Đường rừng, đường núi thôi. Nên là rất là khó di chuyển. Bởi vì là cái đường mà bé Khánh đi ấy, thì không phải là cái đường mà cháu Tuyên đi kia đâu. Cháu Tuyên đi kia thì đi xuống dưới kia rồi. Thì bé Khánh đi ấy, là bé Khánh di chuyển ngược ngang sang bên này. Chỗ nhà em Xính Bỏng ấy. Thì đợt trước cháu Tuyên có ghi hình và quay phim cái con đường mà nhà em Xính Bỏng. Cũng khá là khó đi. Vượt qua cái khe núi xong mới đến nhà em Xính Bỏng. Đến đấy thì bắt đầu mới gặp cái đường to. Đi theo cái đường to ở đấy. Còn bình thường thì bé Khánh vẫn có các bạn đi cùng để đi học. Nhưng mà các bạn đa số là ở chỗ đường to bên kia. Còn sang bên này thì một mình bé thôi. Một mình bé thôi. Là di chuyển từ cái đường nhỏ sang bên này. Thì thường thường là về đến đường to bên kia thì trời tối. Gần tối mờ rồi. Thì về đến đây thì tối hẳn rồi các bác ạ. Giờ vậy là bé Khánh cũng chả xin được gì ăn. Đói không? Khánh có đói không? Có. Đói thì ăn mèn mén đi. Mèn mén này thì ăn kiểu gì Khánh? Hả? À, các bác ạ, đây là toàn bộ cái mèn mén mà bé Khánh vừa đi xin về được. Thì cháu Tuyên cũng chia sẻ cho các bác một chút. Đây này, đây là mèn mén này. Rất là khô luôn. Cái này thì ăn thì bình thường Khánh ăn kiểu gì? Hả? Đi đâu nhỉ? Sẽ đi đâu đây? Chưa hiểu ra vấn đề các bác ạ. Làm gì đấy Khánh? Lấy nước à? Cho nước vào mới ăn được à? Đấy các bác ạ. Phải cho nước vào mới ăn đây. Bình thường thì Khánh ở đây một mình khác ở như thế này thì đi xin mèn mén như thế này họ có cho không? Họ có chửi không? Không chửi á? Đây là bữa cơm mèn mén mà bé Khánh vừa đi xin về được. Đang không hiểu ra vấn đề. Hóa ra là bé Khánh đi hứng cái nước ở khe kia. Nước ở khe tức là cái nước này là họ dẫn từ cái khe suối về cũng là nước sạch thôi. Nhưng mà nó dẫn về đây là để cho nước vào ruộng. Thank you.
Ngon không Khánh? Có. Hả? Có. Ngon à? Các bác hiện tại thì cháu Tuyên đang ngồi với bé Khánh và bé Khánh thì đói lắm rồi, sáng giờ thì cũng chưa được cái gì ăn. Đi xin được một túi mì mén về như thế này thì bé chỉ xúc ăn thôi, không có rau gì đâu các bác ạ, nên không có rau gì hết. Mỗi lần em về nhà thì cứ đi xin như thế này thôi. Như 2 tháng hè vừa rồi thì em xin mấy nhà bên trên này hay là ở dưới này? Xin hết. Vâng. Nhà nào cũng xin. Vâng. Nhưng mà họ chỉ cho như thế này thì họ không cho rau à? Không. Sao họ không cho rau nhỉ? Như thế này đáng lẽ là họ cũng phải làm rau chứ, hay là họ cũng ăn như thế? Thế Khánh có biết làm việc không? Có. Thế bình thường thì Khánh về thì có đi giúp ai làm gì không? Có. Giúp thì họ có cho cái gì không? Cho mình đấy. Cho mình mén đây. Thế ví dụ mình giúp cả ngày thì họ có cho thịt mình ăn không? Không, cho rau thôi. Cho rau thôi á? Vâng. Đây là mì mén mà bé Khánh vừa đi xin về đấy các bác ạ. Thì hai anh em đang ngồi ở đây và ngồi tâm sự thôi. Thì cũng tâm sự với Khánh một chút. Thì có lẽ là, chắc có lẽ cháu Tuyên cũng chỉ ghi hình được một lúc thôi. Chút nữa thì bé Khánh lại phải di chuyển đi lên lớp rồi. Bình thường thì em tầm mấy giờ từ đây đi trường? Tầm 12 giờ. 12 giờ là phải đi à? Vâng. Thật sự là nhìn cái túi mì mén này thì cháu Tuyền nghĩ không biết ăn kiểu gì các bác ạ. Nhưng mà các hoàn cảnh như bé Khánh ở đây thì chan nước lá ăn, có cái ăn là tốt lắm rồi. Thì thoảng mới đi xin được mình mén rồi là đi làm thuê cho họ, làm mướn cho họ thì họ cho thêm một ít rau. Còn bình thường đi xin thế này thì người ta chỉ cho được một túi mì mén nhỏ nhỏ thế này thôi. Đấy, thật sự rất là buồn. Và hoàn cảnh của bé Khánh thì thật sự chia sẻ với các bác là gần như là không còn người thân để nương tựa vào nữa. Một mình bé thì thoảng thì qua đây để thăm nhà thăm đất thôi. Gọi là căn nhà thôi, không còn nhà nữa rồi, gọi là thăm đất thôi. Nhưng mà anh thấy Khánh không có nhà như thế này thì... Nhà bố. Nhà bố à? Vâng. Nhưng mà bố có chôn ở gần đây không? Có. Ở trên này? Không, ở nhà xa kia rồi. Lý do duy nhất để bé quay về là người bố đã mất. Đấy, đã xanh cỏ cách đây vài năm rồi. 5-6 năm rồi các bác ạ. Nhưng mà bé vẫn về để tưởng nhớ lại kỷ niệm mà căn nhà gia đình. Đây là toàn bộ chỗ ở của bé Khánh này các bác. Cháu Tuyên thì cũng đến đây khá là nhiều lần, nhưng mọi lần lên thì không có gặp được bé. Và thật sự rất là buồn khi mà nhìn thấy hoàn cảnh của bé như thế này. Cháu Tuyên cũng nỗ lực hết mình để mà di chuyển, cho dù là đường xá xa xôi, cháu vẫn cố gắng để di chuyển lên đến đây và xem cái cuộc sống cũng như là chia sẻ một chút về cuộc sống của bé Khánh cho quý khán giả và cô bác anh chị được biết và theo dõi. Tuy nhiên thì về đến đây thì có những lúc gặp, có những lúc không. Nhưng hôm nay cháu Tuyên rất là may mắn gặp được bé Khánh, thì vừa mới về đến đây thì không thấy bé ở trong nhà. Bé đi xin mền mén về, may mắn là gặp được cháu Tuyên. Cũng vừa gặp nhau ở ngay ngã ba bên kia luôn. Nó là một cái gì đó cơ duyên cũng như là sự may mắn của cháu Tuyên với bé Khánh đến với nhau. Rất mong quý khán giả và cô bác anh chị xem được thước phim của cháu Tuyên thì có thể giúp đỡ mỗi người một chút ít để giúp đỡ cháu bé. Cái bộ quần áo này thì nhà trường cho em à? Vâng. Cái áo này thì cháu Tuyên đã ghi hình rất là nhiều rồi. Cái áo này thì là của bé Khánh các bác. Còn cái quần thì đi chắc là nhà trường người ta cho hay như nào đó thôi. Cái này thì không rõ các bác ạ. Thì bình thường em ở trường thì có mấy bộ quần áo? Có một bộ thôi. Một bộ như thế này thôi á? Vâng. Thế ví dụ em giặt bộ này thì em lấy cái gì để mặc? Em mặc quần rộn.
Mà cồn đùi á, ở trong vẫn còn một cái cồn đùi nữa. À, thế thì bình thường thì là như thế này các bác ạ, có mỗi một bộ quần áo như thế này thôi. Đấy, còn khi mà bé giặt cái quần này thì bắt buộc phải cởi cái quần này ra để mà giặt. Như vậy là áo thì không mặc thôi, lúc đấy thì là chỉ mặc mỗi một cái quần đùi thôi, xong là giặt cái bộ quần áo này đi. Ngon không? Cái. Đói về thì cái gì cũng ngon các bạn, thật sự là ở đây thì không có cái gì đâu. Bé thì nhưng mà cái nồi kia sao em không rửa úp lên cẩn thận? Hay là có ai về nghịch ở đây không? Anh thấy hôm nọ về thấy cái mấy vác củi ở đây của ai đấy? Của nhà này à? À, họ về đây lấy củi để ở đây à? À. À, củi này ví dụ em có lấy đun được không? Không, không dám lấy à? Họ chửi à? Cái nhà này em ở đây thì họ thấy họ có chửi không? Họ có đuổi không? Có. Ừ. Có lúc thì họ về thì họ thấy họ đuổi mình một tí. Đuổi một tí, em nói to lên. Thế thì bình thường mà họ nhìn thấy em thì em làm thế nào? Em chạy đi thôi ạ. Chạy đi á? Vâng. À. Đấy, cuộc sống như thế này đấy các bác ạ. Đến cái chỗ ở cũng chả có. Một cái túi mần men như thế này thôi là no cả một ngày rồi. Rồi là no cả một ngày thôi, nhưng mà bản thân bé Khánh thì không có chỗ để nương tựa. Đi xin mần men để đi tít trên mấy cái nhà trên này, hoặc là đi xuống dưới hai hộ dưới này. Có lẽ là cũng xin chán rồi các bạn ạ. Gần như là thời gian hẹn nghỉ hè 2 tháng rồi thì bé có chia sẻ là bây giờ thì cũng làm được việc. Và cũng đi làm thuê cho một vài bà con. Thế họ đi làm gì thì mình đi theo đấy thôi nhỉ? Yeah. Đúng không? Đúng. Đi trồng ngô, đi vun ngô các kiểu ấy đúng không? Khánh có biết làm một cái đấy không? Có. À, đấy. Trồng ngô, vun ngô rồi lấy củi nhỉ? Yeah. Nói chung là làm nhỏ thì làm việc nhỏ thôi. Làm thì họ cũng chỉ cho cơm ăn thôi. Hoặc là mình mén để ăn thôi. Lúc đó thì làm cho họ thì chắc chắn là họ là ăn cùng với họ rồi. Thì có ít rau để ăn, còn bình thường đi xin thế là thì người ta cũng chỉ cho được cái túi mền mén này về để mình ăn sống qua ngày thôi. Đấy, còn ngôi nhà này thì không phải là ngôi nhà của bé Khánh, mà là ngôi nhà của một hộ dân ở trong thôn bên trên kia. Thì bé Khánh cũng có chia sẻ là ngôi nhà này ấy, bình thường bé ở đây thì người ta cũng chửi. Nhưng mà anh không hiểu là họ sao họ lại chửi em, lại đuổi em. Vì họ sợ là em không có nhà thì em ưng lấy cái nhà. Sợ em không có nhà xong lại lấy nhà này của họ á? Phải á? Vâng. À, cái nhà này mình lấy sao được? Mình làm sao lấy được nhỉ? Em chỉ ở nhờ thôi mà đúng không? Vâng. Nhưng mà lúc em ở nhờ thì em có đi xin họ không? Có. Đấy, khó hiểu các bác ạ. À, nhưng bé Khánh chia sẻ thì đấy, một cái căn nhà như thế này mà ở nhờ thì người ta cũng sợ là bé Khánh ở nhờ thì lại lấy luôn cái nhà này, vì biết là bé Khánh không có chỗ ở nên là họ cũng sợ. Thank you.
No chưa? Khánh no chưa? Rồi. Ăn hết chỗ này là no à? Vâng. Đây các bác ạ. Một túi mèn mén, một mình Khánh đánh bay luôn rồi. Hết mèn mén luôn rồi. Chắc là đói lắm rồi phải không? Đúng không? Đúng. Thật sự là ở xã hội bây giờ vẫn còn những người khổ như thế này. Đây này. Mèn mén hết rồi. Các bác ngỡ ngàng luôn, cuộc sống như thế này. Đây. Đây là hết mình ném rồi. Vẫn chưa hết. Đấy, các bác ạ, ở trẻ em vùng cao thì đặc biệt là những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái bạn mẹ trẻ mồ côi còn nhỏ như thế này thì rất là khó khăn trong cái vấn đề sinh hoạt và ăn uống. Đấy. Rất là mong quý khán giả và cô bác anh chị, tất cả mọi miền Tổ quốc xem được thước phim này của cháu Tuyên để có sự hỗ trợ, giúp đỡ cho bé Khánh. Bé thì vừa ăn mì mén xong các bạn, thật sự rất là buồn luôn. Nhìn thấy một hoàn cảnh như thế này thì cháu Tuyên cũng không còn cách như thế nào để mà chia sẻ nữa rồi. Đây là cuộc sống thực của một đứa bé đang 13 tuổi thôi. Bé Khánh thì đã sống ở đây được hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Từ lúc mẹ đi lấy chồng. Mẹ với em đi lấy chồng thì em không còn nơi nương tựa nữa. Không còn chỗ để mà dung thân nữa. Thì thoảng thì đi giúp bà con làm được việc này việc nọ thì cũng kiếm được bữa cơm, gọi là bát mèn mén, có canh, có rau để ăn. Còn bình thường như thế này thì bé chỉ đi xin mèn mén, xong là về thì một mình cứ ngồi ăn như thế này thôi, chan nước lã như nãy các bác cũng đã thấy rồi. Bé đi, cháu Tuyên đang ngồi nói chuyện mà bé đi chan đi đi lấy cái túi đi hứng cái nước lã ở bên kia để mà ăn. Đấy, cuộc sống của một đứa bé đang còn rất là nhỏ tuổi thôi, đang học lớp 8 thôi. Ở trường thì bé được ăn ở trường, còn về đây thì gần như không có gì để ăn cả. Đây, quên các bác, nhìn thấy bé ăn ngon quá nên là quên cả cái túi mì tôm. Đây, hôm nay anh mua mì tôm cho em. Em nhưng mà em lại ăn ăn mèn mén mất rồi. Anh mua cho em nhá. Thì tí nữa em nấu ăn xong là em đi học nhá. Hiểu không? Ừ. Khánh buổi tối ngủ ở đây một mình có sợ không? Ừ. Thế, ngủ như thế này thì không có cửa che. Không. Bé Khánh thì buổi tối cứ về là ngủ như thế này các bác. Cảm giác của một đứa nhỏ đang còn tuổi ăn tuổi lớn nhưng mà phải sống và ở một mình như thế này thì cũng khá là đáng sợ các bác. Ở đây thì không biết là có con gì không? Khánh buổi tối ngủ ấy. Buổi tối ngủ không có. Không có. Thế em sợ cái gì ở đây? Sợ có người về. Sợ người về á? Sống ở đây thì lại sợ người về. Sợ như của sợ con ma đấy. Sợ ma không? Có. Con ma là con gì thì Khánh có biết không? Ừ. Khánh có biết con đấy không? Nhìn thấy bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Chưa nhìn thấy mới sợ, chứ nhìn thấy rồi thì lại không sợ. Cũng như hôm nay chia sẻ với các bác như vậy thôi. Nãy thì quên mất bé Khánh đang ăn mèn mén, biết thế thì anh quên mất, không thì nấu mì tôm lên cho em ăn cùng với mèn mén nhỉ. Tí nữa em nấu ăn nhá. Vâng. Cháu Tuyền có lẽ là hôm nay quay phim ghi hình đến đây thôi. Cũng rất hy vọng sau thước phim này của cháu Tuyền thì các cô các bác các chú cũng sẽ có những cái sự đồng cảm cùng với cháu Tuyền về hoàn cảnh của bé Khánh, một trong những hoàn cảnh mà cháu Tuyên đã chia sẻ khá là nhiều rồi. Hiện tại bây giờ thì đây là chỗ ở của bé Khánh và chút nữa thì cháu Tuyên sẽ di chuyển quay về và lăn quanh ở đây để chơi cùng bé Khánh một lúc thôi. Vì là bé Khánh chút nữa là tầm trưa là bé phải đi học rồi. Bé thì ăn mèn mén rồi các bác ạ. Chia sẻ cho các bác về cái con đường đi của bé Khánh.
Thường đi học thì là bé đi đường này xuyên sang bên kia. Là đi đi học, còn cháu Tuyên thì phải di chuyển từ đây xuống dưới kia để đi về, mỗi người một con đường thôi. Do vậy là cũng khó để mà trùng đường với nhau. Cháu Tuyên cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả và cô bác anh chị đã luôn theo dõi hành trình của cháu, và rất mong quý khán giả và các bác xem được thức phim này của cháu thì có sự đồng cảm và giúp đỡ cho bé Khánh, một trong những hoàn cảnh rất là khó khăn ở trong thời điểm hiện tại. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những thức phim sau.